Kinh tế cơ bản, tập 5. Chúng ta vẫn đang mua hàng ở tại các tiệm đúng không? Thì những tiệm này được gọi là cửa hàng bán lẻ. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng học về ngành bán lẻ nhé. Vai trò và phân loại các cửa hàng bán lẻ. À, Yamada, hôm nay cũng làm thật tốt nhé. Sếp ơi, em đã biết là vì sao mà khách không đến cửa hàng chúng ta rồi. Hãy nói thử xem nào. Gần đây em thấy có một cửa hàng rất là xịn sò ở phía trước nhà ga. Mẹ em suốt ngày nói, ôi thích quá, nhất định phải đến. Vậy thì chúng ta phải tăng thêm các mặt hàng sản phẩm thì và giảm giá đi thì có phải là khách hàng sẽ đến đúng không? Không phải là lúc nào cũng dễ dàng như vậy đâu. Bán lẻ sẽ hơi khó khăn đấy nha. Thế ngành bán lẻ là gì ạ? Và cửa hàng mà chúng ta vẫn hay đi mua hàng ngày được gọi là cửa hàng bán lẻ. Vai trò của các cửa hàng bán lẻ đó chính là đưa ra những mặt hàng cần thiết cho người tiêu dùng ở mọi lúc, mọi nơi với số lượng vừa đủ và với những giá trị chính xác. Ngành bán lẻ thì có thể phân loại theo chủng loại hoặc là theo hình thức. Về các mặt chủng loại thì chúng ta sẽ xét về việc cửa hàng đó bán gì. Còn về hình thức thì chúng ta sẽ xét xem cửa hàng đó bán như thế nào. Và các hình thức của ngành bán lẻ thì có thể phân là những cửa hàng bán tại cửa hàng hoặc là bán không có cửa hàng. Chủng loại bán tại cửa hàng. Vậy thì những cửa hàng như thế này sẽ bán những chủng loại như thế nào? Đây chính là cửa hàng bán bình thường và có một quy mô nhỏ, thường bán một số loại sản phẩm đặc biệt. Còn những cửa hàng chuyên dụng thì sẽ có quy mô to hơn và thường thu gọn vào những sản phẩm cố định. Những cửa hàng siêu thị tổng hợp, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi thì cũng chính là một trong những hình thức này. Còn ngược lại, những cửa hàng bán không có cửa hàng thì có thể là bán trên mạng này, bán tự động và bán tận nhà. Các bạn có thể điền vào dấu hỏi chấm không? Tập trung buôn bán và chuỗi cửa hàng. Vậy tức là cửa hàng của chúng ta chính là một loại hình bán lẻ. Anh đã vất vả rồi. Anh Kato, chúng ta bắt đầu thôi. Sản phẩm này nếu bày bán như thế này thì có lẽ sẽ đến mắt của khách hàng nhiều hơn đó. Ồ, tôi đã hiểu rồi. Vậy hôm nay tôi xin phép kết thúc tại đây. Các bạn Yamada, hãy cố gắng lên nhé. Vậy thì anh Kato, tôi xin phép đi. Vâng, chào anh. Sếp ơi, người vừa rồi là gì ạ? Là ai đấy ạ? À, người từ trụ sở chính của chuỗi cửa hàng đó. À, anh ấy sẽ cho chúng ta nhiều lời khuyên để có thể bán hàng. Chuỗi cửa hàng là gì ạ? Có rất là nhiều cửa hàng cùng tập trung tại một chỗ thì người ta sẽ gọi là tập trung buôn bán. Ví dụ như khu thương mại mà phát triển ở trước nhà ga chẳng hạn, hoặc là những trung tâm bán hàng được phát triển và xây dựng lên bởi các nhà phát triển.
thì đây cũng chính là một loại của tập trung buôn bán. Còn ngược lại, nếu có theo một phương pháp và một loại sản phẩm thì sẽ có rất nhiều những cửa hàng có hình dáng giống nhau và người ta sẽ gọi là chuỗi cửa hàng. Trụ sở sẽ là nơi phát triển và cung cấp các mặt hàng chính. Sau đó sẽ tập trung các sản phẩm, tập trung các cửa hàng được nhượng quyền lại, cung cấp sản phẩm và cách buôn bán cho họ. Và những cửa hàng bé này, chi nhánh này thì sẽ phải trả lại phí bản quyền cho bên trụ sở. Những sản phẩm đặc trưng của trụ sở và sử dụng cách bán hàng này thì nhờ đó mà những cửa hàng bán lẻ có thể giảm được rủi ro trong kinh doanh. Vậy thì các bạn có thể... Xu hướng của ngành bán lẻ. Thì ra là vậy. Cửa hàng của chúng ta thì cũng chính là một cửa hàng nhượng quyền lại của một chuỗi hàng lớn, đúng không ạ? Đúng rồi, người của trụ sở lúc nào cũng đến và giúp đỡ chúng ta rất là tận tình. Nhưng mà nếu không có khách thì chắc là vấn đề của sếp, đúng không? Không phải vậy đâu. Vậy thì người trụ sở nói gì đấy ạ? Anh ấy nói là chúng ta phải tiến triển và thay đổi cửa hàng thôi. Tiến hóa thay đổi để như thế nào ạ? Những cửa hàng tiện lợi xung quanh chúng ta thì ngày ngày đều có những sự phát triển thay đổi khác nhau đấy. Số 1 đó chính là có thể tự trả tiền thanh toán tự động. Và kể cả không có những người trong cửa hàng thì khách hàng vẫn có thể tự trả tiền được. Có rất là nhiều những máy tự tính tiền ở đây. Dùng các thẻ thì cũng rất là nhanh hơn và em nghĩ ngày càng tiện lợi. Số 2 đó chính là sử dụng điện thoại di động để trả tiền, thanh toán. Và các bạn chỉ cần quẹt mã trên điện thoại thôi và sau đó đã có thể trả tiền được rồi. Sau đó đưa mã này đến chỗ trả tiền, đến thiết bị trả tiền và nó sẽ tự tính tiền. Tiếp theo đó chính là dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng. Có những nơi ở trong cửa hàng thì có chỗ tư vấn giúp sức khỏe và mua hàng. Thứ tư đó chính là sử dụng máy bay điều khiển để có thể vận chuyển hàng đến cho khách hàng. Cho đến bây giờ thì để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì các hình thức buôn bán và vận chuyển ngày càng phát triển và thay đổi. Tôi nghĩ đây cũng sẽ là một trong những cách để thay đổi ngành bán hàng. Có lẽ là nhờ những điều này mà sự phát triển cạnh tranh giữa hình thức bán hàng sẽ ngày càng đa dạng hơn. Chúng mình sẽ cùng điền thử vào dấu hỏi chấm nhé. Vậy là các cửa hàng tiện lợi sẽ ngày càng phát triển và thay đổi đó. Vậy thì chúng ta cũng sẽ thay đổi thôi. Vậy thì kiểu gì ạ? Thay đổi kiểu gì? Ví dụ như tất cả những mặt hàng đồ ăn trưa sẽ xếp hết lên. Nhưng vậy thì là chồng chất lên thôi chứ không phải là tiến hóa đâu ạ. Nhưng mà cũng hay mà, để anh nói với trụ sở. Sự thay đổi ý sáng kiến của anh sếp không biết là có được chờ đợi không?
chúng mình sẽ cùng đợi tập tiếp theo nhé.